Xin chào các bác, em là Ngọc Anh và em đến từ Ngọc Anh Tranh Đồng ạ. Tranh hoa sen hạc là một trong những dòng tranh phong thủy được nhiều khách hàng quan tâm. Tranh chim hạc và hoa sen kết hợp với nhau mang ý nghĩa về sự thanh lọc, giúp điều hòa vượng khí, mang đến những điều may mắn, giảm bớt gánh lo buồn phiền cho tâm hồn an yên. Đồng thời bức tranh chim hạc hoa sen làm quà tặng cũng như lời chúc thọ cho ông bà, chúc cho mọi người trong gia đình luôn mạnh khỏe, an yên, hạnh phúc. Bức tranh mang nhiều ý nghĩa sẽ là món quà biếu vô cùng ý nghĩa đấy ạ. Và như trong video các bác có thể thấy được là hình ảnh của những bông hoa sen hay những chú chim hạc được thúc nổi lên trên bề mặt của tấm đồng. Các bác có thể thấy được nhá, là hình ảnh của những chú chim hạc này, những cái bông hoa sen như thế này được thúc trên nền tấm đồng nguyên tấm như thế này. Và những cái chú chim hạc hay những cành hoa sen này là đã được sắp vàng toàn bộ rồi các bác ạ. Cái mẫu sen hạc như thế này là em làm theo yêu cầu của một anh khách của em. Anh ấy muốn là có cái hình ảnh của sen hạc cũng như là những cái bông hoa sen được kết hợp làm sao cho nó nổi bật nhất, nên đã vẽ nền đen cho bức tranh như này nhá. Toàn bộ cái này sẽ là tấm đồng, tuy nhiên thì cái nền màu đen này là vẽ sơn nền giúp cho bức tranh được trở nên thực sự là sinh động và có hồn nhất các bác nhá. Màu vàng trên nền đen thì cực kỳ nổi bật đấy ạ. Từng cái búp hoa sen nhá, từng búp hoa sen, cánh sen hay là những cái họa tiết nhỏ nhất của những chú sen hạc thì đều được làm rất là cẩn thận và chỉ chu cho bức tranh đấy ạ. Vâng, và đó là bức tranh, dòng tranh phù hợp để chúng ta có thể treo, phù hợp để trang trí. Thì các bác có thể là bình luận ngay dưới phần bình luận của video này và chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu các bác nhé. Hoặc là các bác có thể kết nối với em Ngọc Anh qua số hotline 0815 009 777, hoặc là kết nối với số Zalo cũ của em đó là 0339 737 519 ạ. Bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em ạ.